Xin chào, thầy Cường xin chào tất cả các anh chị phụ huynh cùng các con thân yêu của thầy. Bài học ngày hôm trước thầy đã dạy cho các con cách để mình có thể cộng 50 được đúng không? Trong công thức ăn bạn lớn. Và các con đã cùng với thầy học xong công thức ăn bạn lớn trừ. Vậy nên bây giờ thầy sẽ dạy thêm cho các con công thức trừ 50 nhé các con nha. Với các cái ví dụ của công thức ăn bạn lớn trừ. Bây giờ các con cùng nhau chú ý nè. Đây, bài học của chúng ta công thức trừ 50. Bây giờ thầy có 50 nè các con. Trừ cho 1. Trừ 1 có 1 để trừ không? Không, không, không. Không có 1 để trừ, vậy thì bây giờ mình phải làm sao? Trừ 1 bằng bớt 10 thêm 9. Bớt 10 thêm 9. À, không có 10 để trừ các con ạ. Vậy thì trừ 10 ở đây sẽ là bớt 50 thêm 40. Và các con thêm 9 cho thầy. Đáp án là 49. Đó, 50 trừ 1, đáp án 49. Xóa, làm lại nha. 50 trừ 1 này. Trừ 50 bằng bớt 50. Trừ 1 bằng bớt 50 thêm 40 và thêm 9. Kết quả là 40, 49. Xóa. Tiếp tục nha. 50 trừ 2. 50 thì trừ cho 2. 2 ở hàng đơn vị là thấy không có rồi đấy. Vậy thì bây giờ mình phải làm sao? Bớt 10 thêm 8. Mà 10 cũng không có luôn. Vậy thì chúng ta sẽ là bớt 50 thêm 40 và các con thêm 8. Bớt 50 thêm 40 và hàng đơn vị thêm 8 cho thầy. Kết quả bằng 4 mấy? 48. Xóa. Tiếp nhá. 50 51. 51 trừ cho 2. Trừ 2 là bớt 10 thêm 8. Bớt 50 thêm 40 và các con thêm 8. Kết quả bằng 40 mấy? 40, 49. Rồi. Yeah. Rồi được trừ 2 rồi đúng không? Tiếp tục, bây giờ mình đến trừ 50 với là ăn bạn lớn trừ 3 nha. 50 trừ 3. 50 là các con trừ 3. Không có 3 để trừ, vậy là bớt 10 thêm 7. Bớt 50 thêm 40 và các con thêm 7 cho thầy. Kết quả là 47. Xóa. Quen chưa? Tiếp tục nè. 51 mà trừ cho 3. Trừ 3 ở đây là bớt 50 thêm 40 và các con thêm 7. Kết quả bằng 40 mấy? 48. 48 là đáp án hoàn toàn chính xác. Xóa. Câu hỏi tiếp theo. 52 trừ cho 3. Trừ 3 là bớt 10 thêm 7. Bớt 10 là bớt 50 thêm 40 và hàng đơn vị các con thêm 7. Đáp án ở đây là 40, 49. Tiếp tục nha. Trừ 50 với công thức ăn bạn lớn trừ 4. Rồi, chuẩn bị. 50 mà trừ cho 4. Trừ 4 là bớt 10 thêm 6. Bớt 50 thêm 40 và các con thêm 6 cho thầy. Đáp án là 46. Xóa. Tiếp tục nè. 52 trừ cho 4. Đây, 52 trừ 4 đi. 52 trừ 4. Trừ 4 không có đủ 4 để trừ. Đấy, các con chỉ cần nhớ những cái ví dụ mà không đủ 4 để trừ nè. Vậy trừ 4 của chúng ta sẽ là bớt 50 thêm 40 và các con thêm thì thầy 6. Kết quả ở đây là 48. 48 là đáp án hoàn toàn chính xác. Xóa. Tương tự, thầy có nhá. 52 nè. Trừ cho 5. Có 5 để trừ không? Không. Không có 5 để trừ, vậy là bớt 10 thêm 5. Bớt 10 của chúng ta sẽ là bớt 50 thêm 40 và các con thêm 5 cho thầy. Kết quả là 40 mấy? 40, 47. Rồi, xóa nè. Rồi, ok. Tương tự. Thầy có ở đây là 53. 53 trừ cho 5. Trừ 5 ở đây là bớt 10 thêm 5. Thêm bớt 10 sẽ là bớt 50 thêm 40 và các con thêm 5 và đáp án sẽ là 40 mấy? 48 nha các bạn nha. Rồi, xóa nè. Rồi, vậy là chúng ta đã được đến trừ 5 rồi nha. Bây giờ là trừ 6. Trừ 6 thì sẽ là ít ví dụ hơn. Trừ 6 là ít ví dụ. Thầy có là đây là 50 trừ cho 6.
trừ 6 sẽ là bớt 50 thêm 40 và thêm 4. Trừ 6 tại vì là bớt 10 thêm 4 mà. Vậy ở đây sẽ là bớt 50 thêm 40 và các con thêm 4 cho thầy. Kết quả là 44 là kết quả chính xác. Xóa nhá. Thầy có ở đây là 55 trừ cho 6, không đủ 6 để trừ. Vậy là bớt 10 thêm 4, bớt 50 thêm 40 và hàng đơn vị các con thêm 4. Kết quả ở đây sẽ là 40 mấy? 49 là đáp án hoàn toàn chính xác. Xóa. Các bạn nhỏ của thầy nhớ chú ý nha, phải thuộc công thức ăn vận lớn trước đã nha. Ăn vận lớn trừ trong cái bài toán là trừ 50. Nếu không là các con sẽ cảm thấy nó khó khăn. Còn nếu các con đã thuộc công thức rồi á thì những cái ví dụ này cảm thấy rất là dễ dàng nha các bạn. Rồi, tiếp tục. Giờ là trừ 7, được chưa? Trừ 7. Trừ 7 thì có 50 này các con. Trừ 7 bớt 10 thêm 3. Bớt 10 sẽ là bớt 50 thêm 40 và hàng đơn vị các con thêm 3. Kết quả 43 này. Đó, xóa nha. Tiếp tục, 51 chẳng hạn. 51 trừ cho 7. Trừ 7 là bớt 10 thêm 3. Vậy là bớt 50 thêm 40 và hàng đơn vị các con thêm 3. Kết quả 44. 51 trừ 7 nha. Xóa. Câu hỏi tiếp theo, chuẩn bị, 55 các con trừ cho 7. Trừ 7 là bớt 50 thêm 40 và thêm 3. Đáp án của thầy là 48. Nhớ, nếu mà sẽ có những cái ví dụ ấy, nó chưa xuất hiện ở 50, khi mà mình cộng trừ mà xuất hiện ở 50 thì nó cũng tạo thành công thức ăn bạn lớn trừ 50. Các con chỉ cần học cái gốc thôi là được rồi. Rồi bây giờ đến ăn bạn lớn trừ 8 với công thức trừ 50 nha. 50 nè. 50 mà trừ cho 8. Trừ 8 ở đây là bớt 10 thêm 2. Bớt 10 là bớt 50 thêm 40 và hàng đơn vị các con thêm 2 cho thầy. Kết quả là 42. Xóa. 51 mà trừ 8 cũng vậy luôn. 51 trừ 8 nè. Bớt 50 thêm 40 và hàng đơn vị là thêm 2. Kết quả 4 mấy? 40, 43. Rồi ok. Vậy là mình đã có được cái công thức ăn bạn lớn trừ 8 rồi. Tới trừ 9 nữa là xong. 50 này các con. Trừ cho 9. Trừ 9 là bớt 10 thêm 1. Bớt 10 và thêm 1. Bớt 50 thêm 40 và thêm 1. Kết quả bằng bao nhiêu? 40 mấy? 41 là đáp án hoàn toàn chính xác. Xóa. Làm lại nha. Một ví dụ khác nè. 52 mà trừ cho 9 cũng như vậy luôn. Bớt 50 thêm 40 và các con thêm 1 lên. Đáp án của chúng ta là 43. Nào rồi, ok. Vậy là các cái bài tập công thức trừ 50 các con đã làm thành thạo rồi nha. Các ba mẹ này, các thầy cô chú ý khi mà giảng dạy cái chương trình toán tư duy cho các con đến cái ví dụ này thì phải dạy thật là cẩn thận cho các bạn nhé. Các bạn có thể làm công thức ăn bạn lớn cộng, ăn bạn lớn trừ một cái cách rất là dễ dàng. Nhưng khi mà có kết hợp vào hai công thức á thì sẽ gặp khó khăn đấy nhá. Vậy cho nên là mình tắt rời nó ra nhá. Đây là một trong những cái bài tập quốc tế luôn, quốc tế cũng đang sử dụng á. Cho nên là thầy dạy cho các con để các con phân tắt nó ra thật là hiệu quả nhá. Rồi, bài học ngày hôm nay rất là hay và tuyệt vời đấy. Các con nhớ comment xuống nha các con nha. Và nhớ không quên nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào nút subscribe và gửi cái video này, chia sẻ cái bài học này đến cho tất cả mọi người nhé. Vì chúng ta biết rằng ai trong chúng ta cũng cần học giỏi chung môn toán và yêu thích môn toán nhé các con nha. Rồi, buổi học ngày hôm nay đến đây và kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nhỏ của thầy. Xin chào và hẹn gặp lại.